muốn là cho cái phòng này sẽ có nhiều kỹ năng trong giao tiếp và công việc sẽ còn mở đúng không? Tại sao bạn lại chọn ngành học này? Chọn ngành học này tại vì cái tính chất của nó không có đóng khung của một bộ phận này tính chất sáng tạo. Ok. Theo bạn là sao để có nghe được làm nghe số của mình nghĩ nó có cái điều kiện thứ nhất là mình còn có ăn rồi phải đi đôi với nhau chúng tôi là sự tự tin của mình. FPT hình như là chắc có những câu là bởi tao rồi, nhưng mà cái sự tổ chức của trường chưa có cho nhiều cái hoạt động. Hiện bạn có là sinh viên một thành viên của câu lạc bộ VAC không? Không. Lý do mà bạn không tham gia hoặc là chưa tham gia câu lạc bộ này là? Lý do mình không tham gia luôn đó là do tại vì tính chất ngành mình nó trái với lại VAC. Sẽ thông báo cho bạn khi đó bạn có thể tham gia. Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc phỏng vấn này với bạn, hãy tốt lành.